chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông sẽ cấy chỉ điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Trung Kiểm mắc đau thần kinh tọa. Sau đây là 5 biến chứng thường gặp của bệnh đau dây thần kinh tọa, người bệnh nên tham khảo để nhận định đúng mức độ ảnh hưởng của bệnh lý này. 1. Yếu cơ, giảm khả năng vận động. Hiện tượng tắc nghẽn tại vùng thắt lưng khiến dây thần kinh và mạch máu bị chèn ép. Nếu tình trạng chèn ép ngày một nghiêm trọng và kéo dài, máu, oxy và dinh dưỡng không được vận chuyển đến phần dưới của cơ thể, gây ra hiện tượng yếu cơ. 2. Bại liệt. Bại liệt là biến chứng nguy hiểm và trầm trọng nhất. Tình trạng bại liệt do bệnh đau thần kinh tọa thường xuất hiện ở chi dưới, khiến người bệnh không còn khả năng vận động và đi lại. Đây là biến chứng rất nguy hiểm và hầu như không thể phục hồi. 3. Vẹo cột sống. Biến chứng vẹo cột sống thường gặp ở bệnh nhân đau thần kinh tọa do hệ quả của bệnh thoát vị đĩa đệm. Nhân nhầy từ đĩa đệm tràn ra ngoài, gây chèn ép lên rễ thần kinh và các cơ quan xung quanh. Nếu tình trạng thoát vị càng nghiêm trọng, mức độ tổn thương của dây thần kinh tọa sẽ tăng lên, người bệnh cùng lúc phải hứng chịu cơn đau từ hai bệnh. 4. Hội chứng trùng đuôi ngựa. Hội chứng trùng đuôi ngựa là thuật ngữ y khoa chỉ những triệu chứng do rễ thần kinh bị chèn ép hoặc tổn thương. Người bệnh không thể kiểm soát quá trình tiểu tiện và đại tiện, rối loạn cương dương. 5. Suy nhược cơ thể. Suy nhược cơ thể là hệ quả từ những triệu chứng của bệnh đau thần kinh tọa. Các triệu chứng này gây ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến thể trạng người bệnh suy giảm, mệt mỏi kéo dài, dẫn đến tình trạng suy nhược. Thưa quý vị, phương pháp cấy chỉ cắt hút trong điều trị các bệnh lý về xương khớp đã và đang được nhiều bệnh nhân tin tưởng điều trị bởi đây là một phương pháp hoàn toàn không sử dụng thuốc, không phẫu thuật gây đau đớn, ít biến chứng, mang lại hiệu quả điều trị lâu dài. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe,